Bây giờ chúng ta thấy thử coi sự phát triển của người Việt hải ngoại như thế nào. Như chúng ta biết, khi mà Hoa Kỳ tiếp nhận cũng như một số nước gần 80 quốc gia tiếp nhận người Việt tị nạn cộng sản, thì Hoa Kỳ chứa phần nửa cái số người mà tị nạn. Con tôi lúc đó đi tị nạn, nó nói bây giờ nó là lớn rồi, nói ba ơi, con muốn đi bên Úc, bởi vì con nghe bên Úc đó là đất rộng người thưa, muốn qua. Thì khi vô trình diện thì phải khai thực, con ai? Nó nói con ba tôi là một cái người của Việt Nam Cộng Hòa. Thì người Mỹ nói em ơi, cái người này nói tiếng Việt mà, em ơi, là người của Việt Nam Cộng Hòa thì không có xin đi đâu được nữa đâu, phải đi Mỹ mà thôi. Bởi vì ở Liên Hiệp Quốc đã họp và quyết định như thế đó, người Mỹ phải lãnh trách nhiệm bảo bảo trọng những cái người Việt Nam Cộng Hòa tị nạn cộng sản nó đi qua bên này. Dầu trước đó mấy cái người anh của nó, anh chú bác là con của những người anh tôi không có đi lính đi tráng gì hết trơn, bởi vì ảnh quá tuổi, mấy ảnh quá tuổi, thì tất cả đi bên Úc hiện giờ cũng phát triển được ở ở tại thành phố Perth của Úc. Còn nguyên cái gia đình con cái chúng tôi, thưa quý vị, thì được đi Mỹ cho tới bây giờ, có thể nói là cũng gần ba mấy bốn chục năm. Và có thể đó không phải gia đình tôi không, mà đa số gia đình đều thành đạt ở tại Hoa Kỳ này. Các cộng đồng người Việt ở nhiều nước cảm thấy thuộc về nhau, cùng chung ngôn ngữ, nguồn gốc, lý tưởng dân tộc, nhân bản và di sản là tự do, dân chủ, nhân quyền, liên lạc, nối kết thành một Việt Nam hải ngoại. Nói tới chỗ này thì chúng ta phải nhớ cái lịch sử của nước Pháp trong cái đệ nhị thế chiến. Sau khi Đức Quốc xã chiếm được nước Pháp thì những người yêu nước, những công quân dân cán chính yêu nước của Pháp lập ra một cái France du Roumain, phá nước Pháp hải ngoại. Và cái nước Pháp hải ngoại đó, thưa quý vị, là một cái đầu cầu, là một cái thế lực để được Liên Hiệp Quốc thừa nhận, và những cái nước đồng minh của chống đồng minh của Mỹ, chống Đức thừa nhận. Và những người đó là những người tái lập lại cái chính quyền của nước Pháp trong cái thời kỳ sau đệ nhị thế chiến. Còn bây giờ người Việt Nam chúng ta cũng lập được cái Việt Nam hải ngoại, lập được Việt Nam hải ngoại nhờ dễ là thành lập lắm. Nhờ bây giờ như chúng ta biết, cái thế giới chỉ là một xóm nhà, trái đất chỉ là một cái xóm nhà, và các nước chỉ là những cái người láng giềng với nhau, thành liên và lạc nhau rất dễ. Có những cái việc mà người Việt ở tại Mỹ này chủ trương làm thì các nơi ở trên thế giới gửi người về, hoặc là hội thảo thảo luận quyết định, mà người ta gọi là trực tuyến đó, tức là nhờ internet đó, thưa quý vị. Cộng đồng người Việt Mỹ làm cộng đồng lớn nhất ở hải ngoại, chiếm phần nửa dân số người Việt hải ngoại. Cộng đồng người Việt ở Mỹ lớn mạnh là do công lao của ba lớp người nhập lại, già, trẻ, trung, trụm lại. Thế hệ thứ nhất và một rưỡi là những cái người gạt nước mắt rời đất nước ra đi, mất tất cả sự nghiệp, tài sản, quê cha, đất tổ, họ hàng, bè bạn. Và thế hệ thứ hai may mắn hơn, đến Mỹ còn tuổi học trò hay sanh trên đất Mỹ, được hưởng nhiều cơ hội tiến thân. Nhưng cả ba lớp người này nhập lại, người Mỹ
gọi là Vietnamese American, người Mỹ gốc Việt và xếp vào trong khối sắc tộc người Mỹ gốc Á Châu, Asian American, đã đến Mỹ trước đó rất lâu. Chữ Vietnamese American nhắc nhớ nguồn gốc Việt Nam, hồn thiêng sông núi Việt Nam, tinh thần sắc tộc Việt Nam, căn cước pháp lý tị nạn cộng sản của người Mỹ gốc Việt và nước nhà. Xa nửa vòng trái đất đang còn nằm trong gông cùm của cộng sản, một lý do chính trị và chính yếu để tị nạn cộng sản của người Việt hải ngoại. Cái giá của tự do mà người Việt di tản ra để đi tìm tự do và phải trả, thưa quý vị, cái giá này đắt lắm, rất rất mắc, rất cao, mắc hơn cái giá mà người dân Pilgrim đã phải trả khi xuống tàu Mayflower vượt đại Tây Dương đi tìm tự do tín ngưỡng qua Mỹ. Tức tàu đó người ta gọi là Tân Thế Giới. Vì trước khi ra đi, người Pilgrim chỉ mất quyền tự do tín ngưỡng, vẫn còn có quyền sống, đi không cần trốn. Còn người Việt mất tất cả quyền tự do tín ngưỡng, quyền sống như một con người, mất quê hương, mất quyền công dân ngay trên quê cha đất tổ của mình là xứ sở Việt Nam. Thưa quý vị, thành ra cái giá mà người Việt, thưa quý vị, tị nạn cộng sản đến Hoa Kỳ và đến một số nước tự do, cái giá trả mắc hơn là những cái người mà tiền nhân của Hoa Kỳ này là Pilgrim từ bên Âu Châu mà vượt biển đi qua Hoa Kỳ. Cái giá trả hơn. Trong lịch sử Việt Nam chưa có cái cuộc di tản nào khó khăn, lớn lao, đông người như là cái cuộc di tản của người Việt chúng ta sau năm 1975, sau cuộc 30 tháng 4 1975. Mỹ là nước nhận về, vì cái đó mà chúng ta thấy cái chúng ta phải tạ ơn và tạ ơn với tất cả tấm lòng và trí óc của chúng ta. Mỹ là trong khi người Việt khổ sở như thế đó, mất tất cả, mất nước là mất tất cả, thì Mỹ nhận và giúp cho người Việt tị nạn cộng sản định cư nhiều nhất. Do vậy, đối với người Mỹ gốc Việt, ơn của người Mỹ giang tay ra cứu khổn phò nguy lớn lắm. Ơn của nhân dân chính quyền Mỹ đối với người Mỹ gốc Việt lớn lắm. Và người Việt do bản tánh trọng nghĩa nặng tình, cảm thấy bổn phận phải ơn đền nghĩa trả rất là lớn đối với nhân dân và chính quyền Hoa Kỳ. Người Mỹ gốc Việt tạ ơn Mỹ đã cứu khổn phò nguy người Việt khi sa cơ thất thế, mất nước là mất tất cả. Trên thế giới này ít có nước nào sau 40 mấy năm chiến tranh mà Mỹ, chính quyền Mỹ còn, thưa quý vị, giúp đỡ, chấp nhận qua cái chương trình gọi là giúp cho những người mà con em của những người tị nạn cộng sản đi qua đây trước đến Mỹ, cho tới bây giờ còn giúp, chẳng những giúp người Việt tị nạn cộng sản mà trong sau 75 mà tới bây giờ con cháu cũng được giúp. Cái chương trình đó gọi là chương trình mà gọi là giúp đỡ những cái người gia đình của những người tị nạn cộng sản, thì chúng ta thấy cái ơn này quá lớn, quá lớn. Và nhìn lại cái sự tiến bộ, cái sự thăng tiến của người Mỹ gốc Việt chúng ta ở tại Mỹ, chúng ta thấy lại càng phải cảm ơn hơn nữa. Là tại sao? Cái mà kiểm tra dân số năm 2010, chúng tôi nhớ người Mỹ gốc Việt là một cái sắc dân ở Hoa Kỳ, đậu bằng đại học, thưa với quý vị, là loại gần như ngang hàng với người Mỹ trắng, đậu bằng đại học 4 năm hoặc là nhiều hơn, gần ngang, thưa quý vị. Và trong cái
trong cái nhóm Á Châu gọi là tị nạn ở người Mỹ gốc Á Châu đó, nói chung đó thưa với quý vị, thì chúng ta cũng không có thua kém bao nhiêu về cái trình độ ăn học. Thứ ba nữa, người trong cái kiểm tra dân số vừa rồi đó, trước đó đó, thưa với quý vị, người Việt là một cái sắc dân, thưa với quý vị, sở hữu căn nhà tỷ lệ rất là cao, cái đó dễ hiểu, người Việt mình mà sống là cái nhà, chết là cái mồ. Ở bên này cái cuộc sống nó có nhiều cái biến thể, thành ra cái chết thì có nhiều khi mình thiêu, nhưng mà thực sự cái nhà là người Việt chúng ta rất là cho tới bây giờ gần 40 mấy năm, mà thưa quý vị, cái công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền của người Mỹ gốc Việt chúng ta vẫn tồn tại và phát triển, đã đưa vào cái Quốc hội Hoa Kỳ, thưa, tiếp tục đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, quốc tế vận rất mạnh đối với chính quyền Hoa Kỳ. Để chi? Để hy vọng rằng cái cuộc đấu tranh này là một cái cuộc chiến tranh mới, sẽ làm cho đất nước chúng ta càng ngày, trong đồng bào chúng ta không đi được qua các nước tự do, đồng bào chúng ta có thể được phần nào cái tự do, dân chủ, nhân quyền mà thế giới coi đương coi là một cái lý tưởng. Đó là những gì anh em chúng tôi sưu khảo trình cùng quý vị, để quý vị rộng đường suy luận. Thưa với quý vị, là những nhà báo chúng tôi đưa tin, đưa nghị luận, nhưng mà quyền nhận định là quyền tối thượng của quý vị. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Và dù hơi trễ, chúng tôi chúc quý vị khán thính giả của IBC TV một mùa Thanksgiving hạnh phúc, đoàn kết êm ấm với gia đình và cộng đồng. Xin thành thật cảm ơn quý vị.